Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đến với podcast Đọc Lời Chúa Mỗi Ngày. Lần đầu dành cho những anh chị nào mới tới kênh, đây là nơi tôi sẽ chia sẻ và đọc lời Chúa mỗi ngày. Một lần nữa xin kính chào quý anh chị và chúng ta bắt đầu chủ đề tiếp theo. Chương 4, Mầu nhiệm nước trời. Phần kỹ thuật. Ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, Đức Giê-xu rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: Thưa thầy, thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Đức Giê-xu trả lời: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Họ đi rồi, Đức Giê-xu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa, những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó. Mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này, ta sai sứ giả ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói thật anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ như lề luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Elia, người phải đến. Ai có tai thì nghe. Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa, tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn uống thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám. Còn con người đến cũng ăn uống như ai thì thiên hạ lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Chú thích bài đọc: Chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Lối nói này được dùng để mở đầu những đoạn nói về một nhân vật trọng yếu là vua hoặc ngôn sứ. Cũng có thể dịch: nước trời dùng sức mạnh tự mở đường cho mình. Nước Thiên Chúa là một sức mạnh đẩy lịch sử tiến lên, lợi dụng các thay đổi tiệm tiến cũng như bạo phát xảy ra trong thế giới loài người. Người Kitô hữu được mời gọi tích cực tham gia vào cuộc biến hóa không ngừng này.